Xin kính chào các quý vị. Vâng, hôm nay trong chuyên mục khách hàng nâng cấp, bên công ty chúng tôi đã giúp cho các quý vị để có những cái sự đầu tư hợp lý khi mình muốn tìm cho những cặp loa, những thiết bị âm thanh đã qua sử dụng mà thời gian rất ngắn nhưng giá trị vẫn còn rất là cao, nhưng mà lại có một cái giá là tuyệt vời, nó có thể chiết khấu đến 30-40% so với giá trị lít của nó. Đây chính là cặp loa mà hôm nay tôi muốn giới thiệu cho các bạn, đấy là cặp Frosi DT8. Cặp loa này thì như các bạn nhìn thấy thì nó được sử dụng mới được có 5 tháng. Đấy là tôi tính cả thời gian coi như là tất cả là bơn. Còn nếu đúng ra thì nó chỉ được có 4 tháng. Nhưng khách hàng đã muốn nâng cấp lên một dòng cao cấp hơn. Và cặp loa này thì nó được chiết khấu rất là cao. Nên coi như là đây là một cái cơ hội để dành cho các bạn yêu thích. Và các bạn cũng có thể vào trang fanpage hoặc là theo dõi trên VNAV về shop Thiên Hà Audio để có những sản phẩm mà mình tìm lựa chọn. Còn hôm nay thì chúng ta cùng trải nghiệm cặp DT8 này. Đầu tiên cặp DT8 này thì nó vẫn còn nguyên cả thùng xốp. Đó, các bạn thấy đấy. Và cặp này thì được sản xuất tại Anh của hãng Frosi. Còn đây là sản phẩm được bóc ra nhìn thực tế. Thì như các bạn nhìn thấy, kể cả các tuyến loa cũng như là vỏ vân gỗ thì các bạn đã thấy cái sự hoàn thiện của nó. Gần như là nó không có bị ảnh hưởng gì vì thời gian sử dụng nó rất là ngắn. Nó chỉ coi như là thời gian sử dụng của đà bơn. Và đây là Twitter thì các bạn nhìn thấy là tất cả các độ bóng của loa cũng như là gân loa cũng như là màng loa thì đều được rất là cẩn thận. Còn phía trên đó chính là cái mid bass. Vâng, không có một tì vết nào. Còn ở dưới này để giải quyết cho vấn đề về phần trầm thì các bạn cũng đã thấy cái sự hiện diện của nó rất là đẹp. Và các cái vân gỗ bên này thì nó hoàn toàn đều là gỗ tự nhiên, nên khi các bạn nhìn thấy đây đều là chân gỗ tự nhiên hết. Đó, đây là mặt đằng trước của cặp loa này. Còn mặt đằng sau đây thì công ty chúng tôi cũng đã dán tem thẩm định và bảo đảm là cặp loa này vẫn còn nguyên siêu và nguyên zin. Còn đây là mã thương hiệu. Và cặp loa này thì nó đi cùng với cả một bộ đôi của Ekang. Các bạn thấy tuyệt vời chưa? Và cũng thật may mắn là khi tôi đăng cặp loa này lên thì sau tầm vào khoảng gần 3 tiếng đồng hồ thì đã có 4 khách gọi, và anh là người may mắn, đó chính là anh Hiếu ở trong quận Bình Thạnh đã thích cặp loa này, và chúng tôi cũng đã có sự kết nối và đã bán lại cho anh với một cái giá cực kỳ là hợp lý. Và qua đó anh cũng rất là cảm ơn shop Thiên Hà cũng như là các nhân viên kỹ thuật của Thiên Hà đã giúp cho anh để đóng gói và chuyển cặp loa này vào đúng nơi anh yêu cầu ở trong quận Bình Thạnh. Và đây chính là cái giấy gửi hàng mà chúng tôi đã chuẩn bị cho anh. Còn đây là các hóa đơn đi kèm theo với nó. Đó, đó là những sản phẩm mà tôi muốn nói các bạn, nên các bạn hãy vào ngay Thiên Hà Audio chúng tôi để hàng ngày theo dõi và cập nhật những thông tin về Thiên Hà, vì cũng sẽ có nhiều các dòng sản phẩm mà chúng nâng cấp của khách hàng để gửi tới các quý vị. Và chúc các quý vị luôn có niềm đam mê audio hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.